your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said. Hello các bạn đến với kênh YouTube của Hải. Thì hôm nay Hải sẽ review một vài cái option phụ kiện cơ bản dành cho Kia Carnival vừa mới lấy ra khỏi hãng. Đây, đầu tiên thì cái xe này thì Hải khi mà qua Hải thì Hải sẽ phủ một lớp ceramic. Đây, cái lớp ceramic này rất là tiện tại vì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng bám bụi và làm cho cái xe khi đi ngoài nắng nó sẽ bóng hơn, đẹp hơn. Đây, các bạn có nhìn thấy không? Xe đậu ngoài nắng, lớp sơn cực kỳ là bóng so với lớp sơn zin của xe luôn. Đó, lớp sơn của xe cực kỳ là bóng luôn. Và ngoài ra cái điểm đặc biệt của xe này á, thì Hải cho lắp cái bộ body lip đây, gồm phần trước, ốp phía trước, hai ốp phía trước và ốp phía sau và cái bô. Thì cái bộ body lip này Hải nhập từ Hàn Quốc về thì giá trị nó rất là cao. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha và xịn sò luôn nha. Khi mà mình nâng cấp lên cái xe mình thì chạy ngoài đường rất là ngầu. Và ngoài ra thì đối với một số dòng Carnival của Hải nâng cấp ấy, thì Hải cũng tư vấn khách hàng nâng cấp thêm một cái bộ billet gầm ở đây nữa. Nó tuy nhiên cái xe này anh khách hàng đi trong phố nhiều thì không có cần ánh sáng, sợ chói mắt những cái người đối diện á, thì anh không có trang bị cái billet gầm ở đây. Nhưng mà theo Hải nghĩ thì nếu mà cái xe mình trang bị thêm một cái billet gầm thì cái xe sẽ ngầu hơn, đi từ phía xa nhìn lại rất là ngầu. Đó. Bên cạnh đó thì xe này Hải cho cách âm 4 hốc bánh, cách âm cửa và cách âm sàn luôn. Đó. Đối với các dòng xe Carnival khi mà mình độ lo lên á thì mình nên cách âm những cái phần này để cho cái tiếng âm thanh cũng như nhạc mình nghe nó sẽ hay hơn. Ngoài ra thì Hải cũng cho hóa nhựa lồng dè. Đó. Đối với phiên bản zin của xe thì các phần nhựa này là cái phần nỉ. Nó thì khi mà mình đi trong quá trình thời gian dài thì cái phần này nó sẽ bị chảy xệ ra thì nó cực không có thẩm mỹ cho lắm. Nó thì Hải cho hóa nhựa toàn bộ lồng dè luôn. Đây các bạn nhìn kỹ, nhìn lồng dè. Đó. Và ngoài ra cái xe này thì Hải cũng cho phủ một lớp phủ gầm. Đối với cái xe mình mà đi ở những vùng có khí hậu gần biển á, thì hoặc là đi trong quá trình thời gian dài mà mình ít rửa thì mình nên phủ một lớp phủ gầm nó để chống cái phần rỉ sét ở phần dưới cái thân xe đó. Và đặc biệt hơn đối với tất cả các dòng Carnival thì cái phần gầm này rất là thấp. Đây, phần gầm này rất là thấp. Khi mà các bạn lên lề, xuống lề hoặc xuống hầm á, thì rất là dễ bị cạ cái phần trước cũng như là cái phần đít phía sau. Thì Hải đã nâng cấp lên một cái bộ nâng gầm. Thì khi mà mình trang bị cái bộ nâng gầm này thì phần phía trước nó sẽ cao lên từ khoảng 3.5 cho đến 4 cm. Và phần phía sau, đuôi sau sẽ cao lên khoảng tầm 5 cm. Nó giúp cho mình qua mấy cái gờ rồi nó dễ dàng hơn, cũng như là lên lề, xuống lề cũng như xuống hầm nó dễ dàng hơn. Ngoài ra thì cái Carnival này còn rất nhiều option để độn, giống như là mâm. Mình có thể nâng cấp lên một cái mâm theo cái style thể thao khác. Đó. Đây, Hải sẽ dẫn cho các bạn vào trong khoang nội thất. À, và cái điểm đặc biệt nữa đó là cái xe này Hải đã trang bị một cái cửa hít hai lần. Đó. Đó, còn hai cái cửa sau thì nó là đã là cửa điện sẵn rồi, nên mình chỉ cần nâng cấp một cái cửa hít này thôi, chi phí cực kỳ là thấp luôn. Đó, và xịn sò. Một option xịn sò. Đó, cực kỳ xịn sò luôn. Sẵn đây thì Hải sẽ giới thiệu luôn cái phần sau cho các bạn xem. Đây, cái phần này là cái phần bộ body lip Hải đặt từ bên Hàn Quốc về, nhập hàng luôn nha. Rồi, một cái điểm đáng chú ý hơn nữa là đối với tất cả các dòng xe Carnival á, thì cái đèn xi nhan nó được trang bị ở phía dưới. Thì cái điều này á, nó rất là nguy hiểm đối với các xe Honda cũng như các xe ở xa mà chạy phía sau mình á. Khi mà mình quẹo trái hoặc quẹo phải thì nó không có an toàn lắm. Thì Hải đã nâng cấp thêm một cái xi nhan ở phía trên cho khách hàng. Đó. Cái điều này đảm bảo cho các xe chạy phía sau của xe mình nó dễ quan sát hơn. Sẵn đây Hải mở cốp luôn cho các bạn. Đây, bạn tiến lại gần nè. Đây, Hải đã cho ốp cái bộ ốp cốp nè của
rất là đẹp và xịn sò luôn, nhìn cái xe mình sang hẳn lên. Ngoài ra thì cái xe này Hải cũng cho làm lót sàn 5D. Lót sàn 5D thì nó sẽ không có những cái viền sát phía trong mấy cái vách này. Đó. Nếu mà đối với cái dòng Carival thì có rất là nhiều loại lót sàn. Ví dụ đây là lót sàn 5D, mình có thể nâng cấp lên là lót sàn 360. Thì đối với lót sàn 360 thì tất cả các phần này là nó Hải sẽ mai liền cái sàn dính vào các ốp bên hông luôn. Thay vì lót sàn 5D này thì Hải chỉ lót ốp vào thôi. Nó không có liền lạc, hãy lót thêm thôi. Đó. Ngoài ra thì sàn mình có thể làm sàn giả gỗ cũng được, hoặc là rất là nhiều loại option khác. Thì các bạn muốn biết chi tiết các bạn cứ liên hệ Hải đi. Hải sẽ tư vấn cho các bạn lựa chọn những cái option nào phù hợp nhất cho mình. Rồi, mình vào trong khoang nội thất xe xem cái chiếc Carivo này còn nâng cấp những cái điểm gì đáng chú ý nhé. Đối với cái dòng Carivo này á, thì Hải còn nâng cấp thêm một cái hộp Androbox nè. Chiếc Androbox thì rất là tiện lợi cho mình sử dụng luôn. Mình có thể xem YouTube được nè, xem phim được nè, hoặc là định vị bản đồ luôn. Rất là mượt ha, các bạn thấy không? Hoặc mình có thể sử dụng ra lệnh bằng giọng nói trên cái màn hình này. Ngoài ra thì cái xe này Hải cũng trang bị thêm một cái led nội thất, vì một dây led chạy dọc bên đây nè, rất là sang trọng luôn. Khi mà mình bước vô cái khoang xe cảm thấy như mình bước vô một cái chiếc xe sang vậy đó, vào buổi tối thì cực kỳ là đẹp. Thì led nội thất này mình có thể thay đổi bằng qua app điện thoại hoặc là qua nút bấm cơ. Thì xe này Hải trang bị hai option đây, nút bấm cơ đây, Hải đang bấm cho các bạn xem này. Đó, mình có thể thay đổi cái màu tùy theo sở thích của mình. Có gì nữa ta? Ngoài ra đó thì cái dòng Carival này còn những cái option có thể nâng cấp như là cái camera hành trình nè, camera hành trình trước sau. Cũng như là đặc biệt nếu mà mình muốn tăng cái cảm giác lái phấn khích hơn thì mình có thể ốp carbon vô lăng. Thì khi ốp carbon vô lăng thì Hải sẽ mai bọc da toàn bộ vô lăng này lại dày hơn một chút xíu để mình cầm nắm nó vừa vặn với cái tay mình hơn, tạo cảm giác lái phấn khích hơn. Đó. Đó, và vừa rồi á thì Hải vừa giới thiệu những cái option cần thiết để nâng cấp một chiếc Kia Carnival. Đó. Để biết thêm chi tiết của các option đó thì các bạn cũng như giá tiền thì các bạn hãy liên hệ Hải theo số điện thoại bên dưới để Hải tư vấn cho các bạn lựa chọn những cái option nào phù hợp nhất trên con xe của mình nhé. Và đặc biệt đối với dòng Carnival thì không thể thiếu là cái bộ nâng gầm. Cái này là điều quan trọng tiên quyết của cái xe Carnival, giúp cho các bạn vận hành trên đường nó thoải mái hơn và không có bị áp lực về các cái gờ cũng như là lên dốc xuống dốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.